Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác cái thiết bị dẫn đường kết hợp với camera hành trình kép Quest Vision N93. Thì cái thiết bị này nó sẽ có cả camera hành trình phía trước và camera hành trình phía sau, và nó đều được ghi hình và thẻ nhớ, và chúng ta có thể dễ dàng xem lại khi cần thiết. Và đây chính là cái vị trí đặt thiết bị ở trên cái mặt táp lô. Ok. Cái thiết bị này sử dụng cái nguồn điện ở chỗ châm tẩu, nguồn điện là 5V. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem cái giao diện. Đây là giao diện chính này. Nó có dẫn đường này, camera ở phía trước này, camera phía sau này. Đây là cũng là camera phía trước khi mà mình bật lên này. Còn đây là phần nhạc này, Bluetooth này, FM này, cài đặt này, video này. Nói chung là có rất nhiều chức năng ở trên này. Nhưng mà để mà chính ra thì cái này nó bao gồm như sau. Thứ nhất là dẫn đường này. Đây là phần mềm dẫn đường bản quyền của Navitel đã được tích hợp trên cái thiết bị này. Phần mềm này được là phần mềm bản quyền và các bạn được miễn phí trọn đời, cập nhật 3 tháng một lần. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là camera hành trình phía trước nó sẽ ghi lại toàn bộ cái hành trình ở phía trước. Chúng ta có thể dễ dàng xem được cái ống kính của nó. Chúng ta dễ dàng có thể điều khiển thay đổi cái vị trí của ống kính bằng cách điều chỉnh thủ công bằng tay thôi. Còn cam sau là lắp ở phía sau xe và chúng ta có thể phóng to nó lên ở trên cái màn hình lớn này. Đấy. Khi mà giả sử như là chúng ta về số lùi thì lập tức nó sẽ được phóng to lên toàn bộ màn hình và nó sẽ có cái vạch kẻ để cho chúng ta căn sao cho nó đúng. Khi mà chúng ta từ cái số lùi mà về đến cái số khác thì nó lại trở về với chính cái giao diện của ban đầu. Ngoài ra thì chúng ta có thể dễ dàng phóng to được ở trên màn hình để cho nó rộng ra. Ví dụ như là mình phóng to cái cam trước đi. Đây, phóng to cam trước. Ok. Đây là phóng to cam trước. Thì chúng ta sẽ nhìn ở trên cái màn hình ấy, nó được rộng hơn. Ok. Chúng ta sẽ phóng to cái cam sau lên. Đây, bây giờ mình sẽ phóng to cam sau. Đó, đây là chúng ta phóng to cam sau. Còn bây giờ mình sẽ phóng to cái dẫn đường, chỉ đường để làm sao đi nhìn cho nó rõ. Ok. Thì đây là cái phần mềm dẫn đường chỉ đường bản quyền của Navitel. Nó sẽ, giả sử như chúng ta đi từ điểm A đến điểm B thì nó sẽ báo cho chúng ta là quãng đường là bao nhiêu và dự kiến đi là được bao nhiêu phút. Và đến nó cứ bất kỳ đến một cái lỗi rẽ nào thì nó đều thông báo trước cho chúng ta là rẽ trái, rẽ phải. Đây là tốc độ này, tốc độ ở giới hạn này, cho phép này, đi cung đường đấy là bao nhiêu này. Còn cái bản đồ này mình có bản đồ 2D và 3D tùy theo sự lựa chọn của mình. Đây mình đang chọn là 3D. Còn mình muốn ấn 2D mình lại ấn vào đây. Nó chuyển về 2D. Rồi, ok. Ngoài ra thì mình còn có cả cái bản đồ. Một bên là bản đồ và một bên là dẫn đường. Nó chia 3 phần. Với cái giao diện này ấy, thì cái màn hình sẽ chia được 3 phần. Phần này nó sẽ là cái cam lùi. Và trên cái cọc này nó có cả về mặt thời gian rồi là cài đặt. Tiếp theo cái khung bên này nó là dẫn đường. Và cái khung bên này nó sẽ là camera hành trình ở phía trước. Màn hình cảm ứng. Tâm ra là mình bấm rất là dễ và thuận tiện. Ok. Chi tiết sản phẩm các bạn có thể xem ở link ở dưới cái video này. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment ở dưới bài viết. Ok, xin chân thành cảm ơn.